Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGolf nhận 1 token ZLZ. Một chương trình iGolf này nó có website này nọ, đồ có ga map đồ rất là đẹp nha các bạn. Rồi các bạn đi tham gia dán các bạn lý trên phần link mô tả, mình mở cái Telegram ra bấm nút ta các bạn. Rồi sau khi bấm nút ta xong các bạn bấm join iGolf. Join iGolf xong thì các bạn nhiệm vụ các bạn join để kênh group kênh seller các bạn. Theo qua thì các bạn follow và Twitter các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút ship meditation, rồi bạn bấm don các bạn. Sau khi bấm don xong các bạn gỡ lại cái đường link ba lô file của mình các bạn. Rồi các bạn. Của mình nha nè. Vì mình đã có làm một cái video hướng dẫn ra các bạn rồi nên nên cái video đó hơi bị dập nên mình sẽ bỏ các bạn, nên mình tiếp tục làm cho các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ ETH của anh vào. Rồi các bạn gửi tiếp các bạn. Rồi các bạn cũng bấm đơn tiếp nha bạn. Nói bạn cứ join kênh. Đấy rồi bấm đơn nè. Rồi nói bạn có tờ quýt không? Thầy Word có đi quýt về bên bot không? Các bạn bấm Z nha bạn. Rồi các bạn bấm vào status nè, là tài khoản của mình nè. Mình chưa có được ghép các bạn ơi. Bấm vào menu. Rồi token này nó sẽ cập nhật sao cho các bạn nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.